ngày 13 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị cáo trong vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 5 người chết, 4 người bị thương. Các bị can gồm Lê Dương, sinh năm 1991, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành Bưởi, Công ty Thành Bưởi, bị truy tố về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Bị can Hoàng Văn Tính, 1986, tài xế xe khách gây tai nạn, bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, Tính là tài xế hợp đồng lao động với Công ty Thành Bưởi, trụ sở tại đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, do ông Lê Đức Thành làm giám đốc. Khoảng 2 giờ 25 phút ngày 30 tháng 9 năm 2023, Tính điều khiển xe khách biển số 50F00483 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi xe đang đi trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán, do không giữ khoảng cách an toàn, nên tông vào đuôi xe tải biển số 60C34513 chạy phía trước. Sau va chạm, Tính đánh lái sang bên trái qua phần đường chiều ngược lại và tông vào xe khách 16 chỗ biển số 86B01575 do anh C, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận, điều khiển, khiến tài xế C và 4 người chết, 4 người bị thương đều trên xe khách. Cơ quan chức năng xác định, Tính bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe hạng E từ ngày 5 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 11 năm 2023. Còn Lê Dương không kiểm tra giấy phép lái xe đối với tài xế Tính. Sau khi vụ việc xảy ra, Công ty Thành Bưởi đã bồi thường cho các gia đình người bị nạn số tiền gần 2,7 tỷ đồng và hai chủ xe 800 triệu đồng.